Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Thiếu Nhi Thông Sáng. Lời Chúa hằng ngày cho thiếu nhi, quyển Thế giới mới tuổi thơ số 56. Ngày 17 Đặc điểm của tình yêu thương Kinh Thánh Corinto nhất đoạn 13 câu 4 đến câu 7 Câu ghi nhớ Corinto nhất đoạn 13 câu 4 phần A chúng ta cùng đọc chung với nhau hai lần câu ghi nhớ này nhé. Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ. Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ. Bây giờ chúng ta mở Kinh Thánh ở trong Corinto nhất đoạn 13. Chúng ta mở trang mục lục Chúng ta lướt từ trên xuống thì chúng ta thấy Cô Nhất nằm ở trong phần tân ước trang số 1097 Cô Rin Tô Nhất Bây giờ chúng ta lập sang đoạn 13 Và chúng ta đọc từ câu 4 đến câu 7 chúng ta cùng đọc chung với nhau nhé. Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ganh ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự trong cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Câu ghi nhớ của chúng ta ở trong câu 4 phần A. Chúng ta tô màu câu ghi nhớ nhé. Tình yêu thương hay nhịn nhục? Tình yêu thương hay nhân từ chúng ta đọc lại câu ghi nhớ tình yêu thương hay nhịn nhục tình yêu thương hay nhân từ bây giờ chúng ta xem trang bài tập trong phần tìm hiểu em hãy nói những đặc tính vào tình yêu thương nhé chúng ta có tình yêu thương hay hay như thế nào chúng ta um, kết nối với những cái đặc tính này có những đặc tính nào mà tình yêu thương uh, hay làm và có những đặc tính nào mà tình yêu thương chẳng làm bây giờ chúng ta sẽ xem kinh thánh để rồi chúng ta nói những cái từ này nhé trong câu 4 của chúng ta tình yêu thương hay nhịn nhục tình yêu thương hay nhân từ như vậy chúng ta tìm cái chữ nhịn nhục và chữ nhân từ nhịn nhục chúng ta có thể dùng cây thước để mà kẻ hoặc là các em nói bằng tay tình yêu thương hay nhịn nhục tình yêu thương hay nhân từ rồi Tiếp theo. Tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo. Chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo. Chẳng à, khoe mình kiêu ngạo. À như vậy ở đây có một cái đặc điểm đây. Chẳng khoe mình kiêu ngạo. Rồi gì nữa chẳng làm điều trái phép chẳng kiếm tư lợi chẳng nóng giận chẳng làm điều trái phép chẳng làm điều trái phép chẳng kiếm tư lợi chẳng nóng giận ở đây có nóng giận đây chẳng nóng giận rồi gì nữa chẳng nghi ngờ sự giữ nghi ngờ sự giữ không có trong đây bây giờ tiếp theo câu số 7 tình yêu thương hay dung thứ mọi sự tin mọi sự trông cậy mọi sự nín chịu mọi sự tình yêu thương hay dung thứ mọi sự À, bây giờ chúng ta xem kỹ lại chúng ta có bỏ sót mấy cái đây um, Câu số 6 Chẳng vui về điều không công bình nhưng vui trong lẽ thật Chẳng vui về điều không công bình nhưng vui trong sự thật Là vui trong lẽ thật đây Vui trong sự thật Rồi Tiếp theo ở trong câu số 8 của chúng ta đó thì có là tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ à. như vậy chúng ta có um, tình yêu thương có ba cái đặc tính là nhịn nhục vui mừng trong lẽ thật nhân từ ở trong số 6 cái đặc tính này à, tình yêu thương chẳng chẳng nóng giận chẳng khoe mình chẳng kiêu ngạo chẳng hư mất Những đặc điểm của tình yêu thương đều có trong Chúa Giêsu đó là bản chất của Ngài. Nhận biết Tình yêu thương, Chúa nói đến không phải tình yêu có điều kiện, nhưng là đem lại ích lợi cho người khác tình yêu thương có điều kiện có nghĩa là khi um, em làm cho bạn của em điều gì đó thì bạn em yêu thương em à, nếu như mà em làm à, bạn em làm hại em thì em không yêu thương bạn em thì đó là tình yêu thương có điều kiện còn Tình yêu thương Chúa dạy ở đây là điều tình yêu thương không có điều kiện. Có nghĩa là dù người ta có làm tốt cho mình hay là làm hại mình thì mình vẫn yêu thương người khác, vẫn đem lại cái ích lợi cho người khác. Đó là tình yêu thương không có điều kiện. Chúa Giêsu đã yêu thương các em bằng tình yêu thương không có điều kiện. Chúa yêu em vô điều kiện dù em xấu hay tốt. Chú muốn em yêu người khác bằng tình yêu của Ngài. Chúng ta như thế nào Chúa cũng yêu chúng ta và Chúa muốn chúng ta cũng yêu người khác bằng tình yêu đó, tình yêu vô điều kiện. Thực hành, theo em, hai đặc điểm khó thực hiện nhất của tình yêu thương là trong số những đặc điểm này thì các em thấy cái điều gì mà em khó thực hiện nhất, em có thể chọn ở trong số những điều này, ví dụ như em thấy rằng nhịn nhục là cái điều khó khăn nhất, bởi vì em có cái tính nóng giận, không có nhịn nhục được. Bạn nói xấu em thì em nói xấu lại, bạn đánh em thì em đánh lại, thì như vậy là em không có nhịn nhục, em thấy là khó nhịn nhục quá. Em ghi cái khó cái cái khó ở đây là khó nhịn nhục hoặc là à, khoe mình hay là kiêu ngạo là khó à, thì em ghi vào đây tùy em à, em thấy cái nào khó thì em ghi vào đây xin chúa giúp và tập em xin chúa giúp và tập yêu thương bằng cách nhịn nhục à, rồi gì nữa các em có ba cái điều nên làm của tình yêu đó là gì nhịn nhục vui mừng trong sự thật và nhân từ nhịn nhục vui mừng trong sự thật và nhân từ thì các em có thể viết ra vui mừng trong sự thật và nhân từ gợi ý cầu nguyện cảm ơn chúa dù em đẹp hay xấu ngoan hay hư giỏi hay dở chúa vẫn yêu em chúa yêu tất cả chúng ta bằng tình yêu thương vô điều kiện chúng ta cầu nguyện nhé xin chúa giúp con cảm nhận tình yêu thương của chúa dành cho con để con biết yêu thương người khác bằng tình yêu thương vô điều kiện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Như vậy chúng ta hiệp ý để cầu nguyện nhé. Con cảm ơn Chúa vì Ngài yêu thương con bằng tình yêu thương vô điều kiện. Dù con đẹp hay xấu, ngoan hay hư, giỏi hay dở, Chúa vẫn yêu con. Xin Chúa cho con cảm nhận được tình yêu thương của Chúa dành cho con và xin giúp con biết yêu thương người khác bằng tình yêu thương vô điều kiện. Con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho tất cả quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi để chúng ta cảm nhận được tình yêu thương của Chúa và chúng ta cũng yêu người khác bằng tình yêu thương vô điều kiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo.